Cái gì kêu nhỡ gì lúc ăn à, không thấy kêu lúc làm rồi kêu nhỡ gì trời. Bệnh chích mẹ ăn giọng gì tao mệt quá trời luôn, đi giật lá dê mà gãy cái cây rồi, nó mới cái cây ông Tám làm gãy ra hồi nào rồi về không có cây giật mệt thì chết, mày kiếm cái cây dài dài cho chị giật lá dê coi. Ông cô nội ơi, cái cây nó giật cái gì giật? Cây có giật lá dê. Cây nó sao giật lá dê? Bây giờ khùng nó vậy. Bà nhờ cái gì? Người ta ai cũng có việc riêng của người ta hết, trăm công ngàn việc, tôi còn phải lo cho xã tắc Lâm Sơn nữa. Má gì? Chứ ai vậy đâu mà rảnh. Lâu, bệnh mệt nhờ giùm tao, tưởng là tao khỏe rồi tao đi, mà biết nãy tao kêu ổng đi được rồi. Tao tưởng không phải khỏe rồi tao đi, ai về xuống tới đây giờ nó mệt nữa rồi. Đi chặt cho bả đi. Chặt cái gì? Chặt cái cây, mà kiếm cái cây chặt, giật cái lá cây của thằng Mạnh nó cao quá, giật không tới kìa. Ý là chặt cái cây để quay dê hả? Ông nội ơi, giật lá dê, quay dê gì mà quay dê? Bà cố ơi, bà cố. Cha ơi cha. Hả, cô Liêm á hả? Ừ. Bà nói nãy giờ mà hai thằng không hiểu nữa sao à? Ông với thằng đó không hiểu vậy? Ý bà nói á, đi chặt cái cây để giật giá dê. Ông nội ơi nữa, giật cái lá cho dê ăn. Ông nội ơi, cái cây son kìa, ông nội ơi. Biết rồi, cái cây thọc lá dê. Ừ. À. Rồi hiểu rồi. Nhưng mà bà cái thọc lá dê làm gì? Dê ăn cái làm gì vậy? Bà mất mới vậy, bà nuôi dê chi bây giờ bà phải thọc lá. Vậy chứ giờ ở không làm gì thì không chăn nuôi ông nội. Trời ơi trời. Người ta có nhiều cách để làm ăn, đâu phải là nuôi dê chi cho nó cực khổ. Cái mô hình mà ai làm theo tôi nói bây giờ người ta khá hết trơn rồi kìa. Coi sao mày không khá đi? Mô hình đó làm gì? Làm gì thì sao mày không khá đi? Tôi không có làm, tại tôi không muốn giàu, cuộc sống giàu sang nó nhiều rắc rối phiền phức, đầu óc suy nghĩ mệt mỏi đủ thứ, đêm về thao thức phải suy nghĩ những chuyện này không mệt lắm. Ơi, có nhiều quá trời. Làm cái gì, làm gì nói ai? Mô hình của tôi đưa ra là làm gái hả? Nhà bà là có ao đúng không? Ừ. Bà cất một cái chòi nhà sàn lên ở trên nuôi heo, hiểu không? Heo ỉa xuống cá ăn xong bà câu lên bà ăn cá, bà ăn cá xong cái bà ỉa ra cho chó ăn xong rồi hút cho bà cho heo ăn ỉa ra cá ăn rồi bà câu lên bà ăn là nó xoay quần như vậy. Vậy con chó mà rồi con cái heo gì mà ăn chó không? Vậy tính ra ý là ví dụ xây đi xây lại là to vậy. Đâu cần phải làm. Bây giờ nhiều. Nói tới đi tới lại thằng em Phúc Nam mà tao nhờ mày có làm giùm hay không, mày nói gì hồi đã hồi cho luôn. Tỉ luôn đi. Có làm mệt, nhưng mà cái mô hình đó. Tôi đang chỉ hai gà đó, nó đang chặt cây rồi, nó chuẩn bị làm kìa. Nó làm cái sàn lại, bây giờ là nó không nuôi heo mà ở trên nó nuôi chó ỉa xuống cá ăn cho nó câu lên nó ăn xuống ỉa cho chó ăn ỉa cá ăn nó câu lên nó ăn. Ừ, rồi là nó xây vòng đó là cứ ăn cứ nhau. Rồi nó kêu cậu xuống ăn không phụ nữa hay gì? Ôi đi, chặt cái cây giùm bả ơi. Bả bệnh nhức đầu ghê. Nhức đầu chứ còn. Bả bệnh 2-3 bữa nay rồi. Mệt gặp mày nữa. Khát nước rồi. Bởi người ta mới kêu là cái mô hình vườn ao chuồng nó là vậy. Khát nước kìa, cái nước kìa uống đi là chặt giùm đi. Người ta kêu cái mô hình vườn ao chuồng biết sao? Ý là mình có vườn mình phải đào ao mình cất chuồng. Nhức đầu mỏi cổ dữ lắm. Ê, mày cậu, nói nhiều quá. Tại sao cậu không nuôi đi, cậu kêu người ta? Cậu là cậu là không thích giàu. Giàu là sẽ cãi lại với thiên ý của ông trời. Ôi giàu là cãi lại là những người, con người nếu mình cãi lại số phận. Tao không biết qua. Nếu như mà như cậu nói, nếu mà cậu cãi lại số phận mà để cậu giàu lên thì cậu chết làm cái gì? Nếu mà cãi lại số phận mà chết thì có thể là thành con dòi hoặc là con dế. Ừ. Là chỉ có lợi lúc mà tào lao thì chứ hồi đó tao biết kia vậy, nó kêu ông bà già đặt mày đâu có đặt tên vào đâu, đặt tên chỗ. Thôi đi chặt cây đi, ta đi đứng cây giùm bả đi, bả bệnh bả chặt không nổi rồi thôi nghiệp bả. Trời đất ơi là trời. Trời ơi bây giờ chặt cây nhưng mà phải có một tí gì gọi là chắc chắn, tại vì tính gian phải một tuần nay chưa có một giọt bia nào. Không trời ơi, có mấy cọng lá dê gì chứ, thằng chắc tóc kia tao mướn tiệm người ta tiệm quá là bây giờ là đi xin lá người ta mà giờ còn chất xám chất tối gì nữa không tôi nói là cái tiệm tạp quá là bây giờ là tôi thiếu hai thùng bia nay là gần một tháng rồi. Mà tôi mỗi lần tôi ngang nhà là tôi gầm mặt xuống đất tôi chạy chứ tôi không dám dòm vô luôn. Bây giờ là không còn mua thiếu đâu được, bây giờ là cho 50-100 mua đỡ vài lon bia cũng được, chặt dùm cái cây 5 lon bia thôi cũng được, 50 k thôi, 50 ngàn. Làm tiền sợ thôi cậu, để chị uống không tiền cậu, con má ta còn có nhiều ta lấy hết luôn đi. Cái gì
Để chiều con hùng tiền con xuống nhà cậu nhậu cậu. Cậu mà còn đi. Mày nhậu với cậu. Bảy mấy ngàn lần cậu ơi. Mày nhậu với cậu hả? Ừ. 65. Rồi. Chiều nay mình xuống nhà cậu nhậu rượu nó đóng cửa đéo cho về luôn. Mày nhậu có gì đóng cửa. Ủa quá. Còn có 76 ngàn thôi lấy đỡ 6 ngàn đi. Lắm chung. Còn 76 ngàn. 6 ngàn thôi lấy 10 ngàn thôi. 10 ngàn xuống ta 50 không? Lấy 50 thôi. Đi giặt giùm bả đi mệt quá. Mày có 50 nữa. Mày hùng 50 nữa là 100 là 10 lon bia. Cậu nhanh nhanh đi tối rồi đó. Thôi về tối dài nữa nha. Mệt quá với cậu quá. Đi. Đâu cậu? Ôm mày mày theo nữa. Đi chứ. Ôm mày. Bộ mày khoái nó tao hay gì mày đi theo hoài. Đó đâu. Đi. Chiều nay mày đòi nhậu với tao đúng không? Nhậu mà tao giao là đóng cửa không không cho chạy đó. Ủa chiều ngộ chứ đóng cửa không cho chạy. Ờ nhậu cậu Bảy vậy. Trước mấy nhỏ kia nhậu cậu Bảy có bầu hết trơn á. Ờ có 50 sẵn rồi. Chặt cái cuộc góp 50 nữa là đủ 100 là chơi được. Thôi mà giao là nhậu không đóng cửa. Không có con nào nhậu của cậu Bảy hả? À? Hồi trước hả? Ba nhỏ kia nhậu cậu Bảy giờ có bầu hết trơn không? Thôi chặt lẹ đi. Ủa? Chặt cây này sao thọc cậu? Cho anh bả thôi. Cho anh bả hả? Tại vì lâu quá mình chưa cho anh bà Tư cù nèo đúng không? Giờ mình cho anh bả, bả đang mệt mệt nên cho bả, mình cho anh bả lên tăng sông luôn. Bả chửi chết luôn á. Bả mệt rồi còn chơi bả luôn hả? Cho anh bả chứ chơi, bả chị tao chơi mà tốt. Rụt lên sơn nghe chơi khoái cười. Khoái. Mày khoái không? Không. Để chiều cậu bả chơi cho. Yeah. Vậy thôi đi. Ta nhậu là nếu mà dân chơi á là ta nhậu phải đóng cửa không cho chạy. Thật ơi, nhậu ai đời đóng cửa. Dân chơi mà ta phải chơi vậy. Con nhậu không bao giờ mà con bỏ chạy chứ. Dữ vậy sao? Nhậu gì nào cô bảy lên giường rồi con mới về thôi. Tao biết rồi, mày nhậu không bao giờ bỏ chạy, mày nằm mà tại chỗ mà đâu chạy nổi đâu. Sao không biết? Thì vậy chứ sao mày nghĩ sao mày uống lại ai mày kêu không bao giờ chạy. Rồi nhìn con vậy con uống nhiều hơn cậu á. Uống được mấy lon đô, mấy lon. 10 lon. Để ghê trời. Cậu được mấy lon? Đô cậu cỡ 5 lon à. Thế cây chút xíu đi cậu. Rồi tao thọc. Cho anh bà mà. Bây giờ như thế nè. Sao? Mình cho anh bà Tư. Lâu lắm mày không được cho anh bà, bây giờ phải cho anh bà. Bữa giờ bà đi làm suốt mà đâu cho anh bà được. Ừ, cũng lâu rồi mới gặp bà. Cho bà vô nữa hả? Cho bà nhớ mình hả? Bà nhớ đợi. Bà nhớ mình đập sâu luôn. Thôi bữa nay cho anh bả đi. Cho anh bả mà chơi phầy á. Cho anh bả mà chơi phầy á. Có là đi theo tao đi. Con đi theo đâu? Đi qua đây chắc treo đi theo nữa. Chắc đi theo con hả cậu? Ở trên mạng người ta cứ kêu là vợ bị lé rồi. Bữa dụ thuốc không hết bệnh mà tự. Nó đỡ rồi, wow. Nó khỏe rồi đi cho nó khỏe mà về giờ đi nó mệt thêm nữa. Ăn được 50 ngàn đổ mồ hôi cho nó mắt. Thầy Di róc dãy luôn á. Chặt cái cây còn khổ. Đây. Cái gì vậy ông nội? Cái tâm chân thật á, mà 20 năm nay gieo trồng cái đạo đức mà bây giờ con cháu mặc sức mà ăn. Kêu chặt cây. Chặt cây để làm gì? Cái giật dế dê vậy nè. Giật dái mày á, dế dê vậy. Cái này cái nước chặt là 2-3 phút giật dái tụi mày á. Cái cây này làm sao giật? Ủa, tao kêu cái cây giật lá dê mày khùng vừa thôi giờ mày ba mấy tuổi rồi mày ngu vừa thôi cái cây giật lá dê hằng ngày chị giật mày không thấy hay gì mày khùng hả? Thì cái cây này bây giờ buộc cái liềm vô giật thôi. Mày lại cái cây này sao giật? Cái này nó nhẹ mà dễ giật chứ trời. Thôi, cái cây này nó quặt xuống nó cong xuống giật luôn rồi làm sao giật? Ý là che cây nhỏ hả? Cây nhỏ là sao giật? Nhỏ xíu rồi cột cái liềm nó quặn nó đọt xuống luôn. Còn cái liềm nó đầu giật lá vô rồi nó nặng nó quặt xuống rồi sao giật ông nội? Liềm nặng mà. Cái được mà ta. Có mày thấy được mày lé nhìn nó bự hay gì á mà. Ôi trời. Bữa đi ba thằng ngu lớn trời. Trời đất ơi. Không nói, nãy em nói từ đầu đi. Trời từ nãy giờ nó từ đầu gì nó cái cây giật lá cho dê. Đúng sao? Hỏi kỹ lắm rồi. Lấy cây bự hơn cho bà. Cái này không chịu rồi lấy cái cây kia bà. Coi bắt mớ cái thằng cô hộ ông vậy kia giá cái cây đó làm gì nữa? Cây đó giật giá dê hả? Giật giá mày. Em làm gì nữa? Cây này là chứng tỏ là con mới chặt cái cây tươi gì cho gì đó. Ừ cái cây đó tao tưởng nó phải bự thêm chút làm roi quánh mày được cây nhỏ xíu quánh cũng được. Dắt cái cây đó với dắt giống cái gì không giống mà cái con dậu dắt cái gì ra cái bàn linh hồn con dậu dắt đi. Nữa liên quan người chết nữa. Có tâm linh. Ra cái đó được không? Cái bự cái đó được không? Trời ơi cây đó có khúc mà giật cái gì má ơi cái cây mục nữa. Điên vừa thôi. Mấy
mày điên cũng vừa vừa cho tao vậy, là bây giờ tóm lại là bà muốn cái cây như thế nào, bà nói rõ ràng. Cái cây nó dài vậy, cái lá mày thấy cái son của hai ngoài mạnh ngoài không cái cây nó cao không? Cao. Kiếm cây mà giật cái lá nó xuống cho tao. Cái cây này cũng cao vậy, mày ra giật thử được không? Rồi nói chung là dài hơn vậy. Cây nó phải dài hơn cây này, dài gấp hai cây này nè, mà nó phải bự bự gấp mấy lần cây này luôn mới được, mà nó thẳng á. Chứ cây này cong cầm xuống nó còn hơn cây câu nữa, làm gì? Cây này thẳng rồi. Cái này hồi nãy do bà không nói rõ. Nói rõ gì thằng ngày chị giật mày cũng thấy mà không thấy hay gì, tao tưởng là mày biết. Bà nói gì biết vậy? Rồi thôi đưa thêm vài chục ngàn nữa đi. Đưa cái đầu mày đi chặt giùm chị mày cũng còn được nữa. Hai đứa này đi theo chia tiền cho nó nữa nè. Má khổ thiệt chứ. Uổng công hồi nhỏ má bắt tao rửa đít cho mày, đút mày ăn. Tao biết hồi đó tao dục mày vô đó cho mày ăn luôn chứ mày ngu gì bò vậy chứ đó. Mày cho mẹ đút cho mày ăn rồi lớn vậy. Tôi đâu phải chó đâu mà dục ăn. Mày nó nóng quá thiệt chứ. Đấy là chiều nay. Đó tao nhớ là tao đút cơm nha, mày ăn đàng hoàng lắm sao mày ngu dữ vậy không biết nữa. Bà đút cơm hay là bà nhai nước miếng không ăn giờ tôi ngu. Nếu mà mày ta ăn được nước miếng tao giờ mày khôn hơn tao nữa chứ không phải mà vậy đâu. Tại vì tao thấy gớm mát kêu tao nhai cho mày ăn mà tao không nhai đó. Thấy tao nhai là giờ mày không ngu con này đâu. Bây giờ tôi đi chặt cây khác cho bà đưa thêm vài chục nữa. Tại vì hứa với con nhỏ này là chiều nay là đóng cửa nhậu với nó nè. 10 lon bia mới có 50 à. Vậy bực mình ghê, còn có hai mấy ngày nhậu là lấy đóng cửa đi nè. Nè, nhậu mới gì mới đóng cửa. Nhậu không cho chạy mà. Thôi đừng có cãi nữa, đi kiếm cây nhanh đi, mệt quá, tới thui gặp mày nữa, nhậu đi đường luôn, ra đường ngồi nhậu. Thế cậu bảy nói mày không nghe hả? Ba con nhỏ trước nhậu cậu bảy là có bầu hết trơn luôn, ba con á nhậu là không cho chạy, cậu bảy lột quần luôn á. Tại cậu bảy đóng cửa lại rồi, giờ đi chặn cái khác đi. Đi đây. Mệt ghê, bắt theo người. Bà đã bệnh rồi, bà đã bệnh rồi còn ngộ hành nữa. Gặp mày chắc chết luôn. Nói rõ ràng, người ta lấy cây bụi cho. Bả đó bệnh rồi, còn hành bả tới hành tới lưu hội tôi kêu ngồi vô liệm bả lấy bây giờ nè. Khái liệm lắm. Tao mẹ mày còn có một mẹ hai bà gì, mày muốn liệm mày liệm đi. Người ta nói gì không mẹ bú vú gì á, thà tôi vẫn đói còn hơn khỏi bú vú gì. Mơ đi. Mày già rồi còn bú vú gì nữa, mày còn nhỏ ra mà mày bú vú gì. Mệt trời biết chừng nào tới nữa. Sao nặng dữ vậy? Má sao cây này nặng dữ cậu? Ba thằng giác mà nặng dữ. Trời ơi, cái gì vậy mấy ông nội? Trời ơi, cái gì vậy mấy ông nội? Má chị dài gấp đôi nè. Trời ơi là trời á. Ừ, sao nó lụng đi, giữa nó quần xuống đó. Đưa cái đầu kia, đạn ngắn mấy mày, tao phan cho chết hết rồi. Đó, cây này được chưa? Cây này đủ dài chưa? Giác cây này đúng là thằng Thửng nó mới nói là liệm tao luôn á. Tao giác cái cây này tao mà nở được cái tay, tao giật lá dê chắc tao chết luôn, là liệm tao thiệt luôn á. Nãy con nghe rõ ràng là dài gấp đôi nè. Đó. Dài gấp đôi. Bự, thẳng ra. Gấp mấy lần? Thẳng gỗ kìa. Mà anh trả tiền để cho tao, tao đi về luôn đi. Tao còn tao tranh thủ về kêu ông giật lá. Tụi tao đi chặt cực khổ thấy bà giờ trả cái này. Mày lấy hai cây này mày làm gì mà tụi bay làm luôn đi. Cây này thì chút eo, tao không biết tao làm gì, còn cây chà bá nữa gì làm sao mà tao cầm nổi mà tao đỡ lên mà tao giật. Bà kêu dài gấp đôi thì nó dài gấp đôi, kêu thẳng nó thẳng, kêu bự hơn nó bự hơn. Tao kêu mày đi chết mày đi không? Không. Ý là nói cái cây bự hơn thì tao lấy cây bự hơn. Dài hơn rồi, chưa còn đội gì nữa. Ủa tính ra ông bảy chặt cây này cũng hợp lý nè. Ừ. Coi vừa có dê không, vừa không nổi chặt khúc khúc ra về quay dê bá luôn. Cây này quay dê thầy. Chắc là đói quay chết quay đó. Luôn á. Rồi quay được á chứ ở đó mà gì có thịt dê ăn gì. Trời. Mày cắm cây lên coi Phúc. Dở được coi. Nó nghe nó ăn dê tao. Quá cậu bự phụ con ở đầu này. Ngắt liền giật đi. Tao giật con ở đầu này. Nó chứ giật cái gì? Đem dẹp chỗ khác thôi, tránh chỗ đi. Nhức đầu quá. Dở phụ ơi, nặng cái nó. Gin bãi liệm luôn đi. Nó thì nhanh khuất mắt tao, tao phan cho một đứa chiếc dép chết hết bây giờ nè. Sách ngay dẹp khác đi. Thì nói đúng yêu cầu, còn muốn gì nữa trời. Bự, muốn dài có dài, muốn to có to luôn. Ừ, to bố nội. Cái gì trời? Bà nặng quý tụi bay. Trời, nó bệnh cũng không yên tụi bay nữa. Tiền người ta cũng lấy ăn cái đã vậy đi chặt mấy cây vậy đó. Chặt thì vừa ý rồi đó, bự dài kiến không mẹ, thẳng đây cây kiến không cung ngũ hành
sơn gì cái con gì của mày quá, thằng Thịnh này mẹ dẹp mẹ cái con nhân viên mắc tao thì luôn cho tao coi. Con này con muốn hành sơn cái gì? Con này chuột linh sơn. Chuột linh sơn. Chuột linh sơn hả? Linh thì sợ luôn á, Linh thì xách mấy cái cây này cho tao. Bà quý kêu không? Bà kêu mày thương đuổi nó thì nó qua nhà tôi ở có gì đâu. Qua nhà tôi ở mày mốt biết đâu đẻ ra con chuột mắc lé sao? Chuột. Con chuột mắc lé. Quá nhiều khi tôi đang tưởng tượng bảy mà lấy chuột lên sơn nha, cái đẻ con ra vừa lé mà nó vừa thành chuột nữa. Ê không có à, không biết à, bệnh đau gặp cái đột quỵ này chắc hồi tao chết thôi, luôn với cái lòng đó hay gì á. Thôi nhịn đi, coi như tiền đó là tiền cúng cầm tháng 7 đi. Má nó cúng kiến gì cho nó cũng được, mình làm giọng thấy ghét mẹ nó nhờ không được. Ê. Bình thường nó kêu cái gì tao cũng đi làm dù phụ nó tao cũng làm vậy cho nó cũng được hả? Thì còn mấy chục cho coi. Còn cái đồng nào chết liền á, con có bảy mấy ngàn lấy hết rồi còn đâu nữa. Mới chiều có thì cho. Chặt cây nào cũng không vừa ý hết là sao trời. Vừa ý cái gì, mấy cây này mày làm gì mà vừa ý? Chứ chặt cây bà tốt lành gì đi qua gình nâng cấp cây cũng tám, tốt lành gì qua bị chó con tám dí té cái tay nó muốn lội không nè. Tại vì cái trên thẹn đi chó cắn quần te tu hết cái gì. Ai ngộ ghê, chặt cây nào cũng chịu hết. Không chịu mày chặt mày nhìn coi sao coi cho nó được chứ, cái cây như vậy rồi làm sao mà tao giật lá giật gì cho được. Ai ấy đưa mấy chùm đi chặt cây khác ra. Ừ, để tao đưa cho, để tao ra lấy cái tiền đưa. Tiền đâu ngoài đó lấy đưa gì chơi. Trời ơi, trời đất ơi là trời, chết mẹ rồi, cái mâm cơm chết mày rồi. Trời ơi là chờ bánh mẻ mâm cơm với con rồi. Trời ơi chết mẹ rồi, con của thằng Thơm chết mẹ rồi. Bao nè chứ. Không biết gì nha. Bà đá đổi chén cơm rồi đó. Dì xin lỗi con đi. Bà mẹ nó tao nóng quá, tao biết mấy thằng âm binh này nè. Mẹ nó gọi là mẹ nó thịt xuống đất luôn rồi. Nhỏ mất đồ ăn nhỏ luôn rồi, góp hết đồ ăn của nhỏ luôn rồi trời. Đó. Ơi, trời. Đúng rồi đó. Nói như ông Bảy đúng rồi đó. Bây giờ bà đá đổi xuống đất, giờ là chó ăn xong cái chó lấy ra tôi ăn luôn nè. Trời đánh rồi đánh bữa ăn tại mấy con lụ đạn này. Hú ơi mày nè. Mẹ nó chứ. Tại bà. Ôi ơi. Hú ơi. Tại bà mày. Trời ơi. Đã bỏ rồi giờ. Tại tại bà làm rổ mà thừa. Cũng tại tụi bay nó nó chọi rổ con luôn thật. Trời tại gì trời. Thôi ơi, tư ơi, nhìn đây vô đây. Nhìn đi. Má em nội nè, bả là bệnh còn chọc tôi cho lên xong báo luôn, muốn bả chết liệm không, gì. Không bệnh không bệnh hả? Con dí cho bữa nay hả? Cho tới hàng nó luôn chứ đừng nói chuột. Chữ to dữ trời. Chữ ghê gớm luôn á, làm đổ. Nó tức chứ trời. Thôi rồi, nhìn đi. Cửa đó không bệnh chắc chửi cửa nào nữa trời. Ừ, đợi tao hết bệnh đi coi tao chửi cửa nào tụi mày biết hả? Vậy thôi đi, mệt quá. Chửi thì giờ đi tranh thủ giật lá dê về cho dê ăn, canh lấy cây giật đi nè. Ừ. Đó cây đó, dê nó lấy cây nào gì đấy. Cây đó. Hỏi luôn đi, tao vác cái thang này ra, tao bắt lên, tao leo lên cho nó chắc ăn. Mày á nó. Vác cái thang này ra, tao leo lên. Khỏi lên, tao leo qua hái, tao tốt cầm không? Tao leo lên, xong tao leo lên rồi tao lấy cái... Vậy chắc còn hết cái cây đó, đúng mày làm sao đó? Ai út đi mà.